lương thấp, công việc bố trí lại không phù hợp với chuyên môn. Lúc đó, tôi sợ cảm giác đến bệnh viện mà không biết làm gì. Một bác sĩ được cử đi học chuyên khoa tai mũi họng tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Khi trở về, bác sĩ này được bố trí công tác tại một bệnh viện công địa phương. Làm việc được một thời gian, bác sĩ này chấp nhận bồi thường kinh phí trước đó được cấp để đi đào tạo, rồi chuyển đến một bệnh viện tư ở Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc tốt hơn. Theo tìm hiểu, người được đưa đi đào tạo bác sĩ phải có đơn xin hỗ trợ kinh phí, cam kết bằng văn bản rằng sẽ trở về công tác tại tỉnh từ 10 năm trở lên và chấp nhận sự phân công công tác của cơ quan liên quan. Tuy nhiên, thời gian qua, sau khi được đưa đi đào tạo xong, nhiều người chưa về tỉnh phục vụ ngày nào, một số ít thì làm việc được 1 đến 2 năm, rồi chấp nhận phá vỡ hợp đồng để ra đi. Ông Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận nói, để đào tạo, huấn luyện một bác sĩ, nhất là bác sĩ khoa ngoại có trình độ, tay nghề cao không phải là chuyện đơn giản. Vậy nhưng, sau khi được học nâng cao trở về, những bác sĩ này lại dứt áo ra đi, gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, một thực tế chua chát khác là nhiều bác sĩ mới tốt nghiệp xin vào làm cho đủ 18 tháng để được cấp chứng chỉ hành nghề, rồi rời đi để đến các bệnh viện tư với mức lương cao hơn. Theo quy định, mức lương của một bác sĩ mới ra trường tại bệnh viện công hiện nay chưa tới 4 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, có thời điểm cơ sở vật chất trang thiết bị của bệnh viện công thiếu, chưa phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn nên nhiều bác sĩ không mặn mà ở lại, ông Lê Huỳnh Phúc chia sẻ thêm. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh có 124 bác sĩ xin nghỉ việc, trong đó có gần 40 bác sĩ được tỉnh cử đi đào tạo bằng ngân sách, dẫn đến khu vực bệnh viện công tại tỉnh hiện chưa đáp ứng được nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Về nguyên nhân Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thừa nhận do chính sách hỗ trợ đào tạo, chính sách thu hút và môi trường làm việc tại địa phương chưa đủ hấp dẫn so với các địa phương khác. Bên cạnh đó, có trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi để được đào tạo, sau khi học xong thì đền bù kinh phí, chuyển công tác. Trước thực trạng này, mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực ngành y tế. Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết việc nghị quyết trên ra đời phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay chắc chắn sẽ thu hút được các bác sĩ giỏi về phục vụ địa phương tuy nhiên chuyện giữ chân được đội ngũ bác sĩ giỏi còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác một bác sĩ được đào tạo về thì phải được thể hiện cống hiến đồng thời họ phải có được môi trường làm việc tốt có cơ hội học hỏi nâng cao trình độ và mức thu nhập phải tương đối có được những điều này sẽ hạn chế tình trạng chảy máu chất xám và góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ông Đặng Thức Anh Vũ nhấn mạnh. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận Lê Huỳnh Phúc thì cho rằng, cần phải có chế tài mạnh hơn nữa đối với những trường hợp bác sĩ được cho đi đào tạo nhưng không về phục vụ địa phương, để tránh xảy ra làn sóng bác sĩ ồ ạt rời bệnh viện công.